Chào mọi người nha, chào mọi người quay lại cái kênh của em. Thì cái video này em giới thiệu một con máy cắt cỏ. Thì máy cắt cỏ thì em còn có khá là nhiều, nhưng mà tại vì cái này nó vướng bận quá nên không có bày ra nhiều để mà đăng được. Nên là em đăng một con cho mọi người xem, mà mọi người muốn mua thêm nữa thì mọi người cứ kết bạn Zalo. Em chụp cái con máy đó qua cho mọi người ha. Thì cái con máy này là hàng về chưa dọn và chưa vệ sinh luôn ha. Rồi nó rất là bẩn, chỉ vệ sinh, chỉ lau chùi sơ sơ thôi, nó còn khá là bẩn bên trong nha. Thì máy thì nó về sao thì bán vậy thôi, chứ bô rất là đẹp, em chỉ xịt sơ thôi chứ em không có vệ sinh bên trong rồi gì hết, không tháo máy mà đợi nghe zin thôi. Cái con này thì nó có một cái đặc điểm là nó là trợ lực nha, cái ổ giật lớn nè, ổ giật trợ lực kéo rất là nhẹ, mấy người phụ nữ hoặc là người lớn dùng cũng rất là tốt. MBC 265, con này là nó 26cc mà nòng 34 lít. Wow, cái nòng nó đẹp mọi người, em nói là quá là đẹp luôn, con Maruyama của Nhật nha. Nè, chưa vệ sinh nha, nó còn khá là bẩn, hàng nguyên zin nha, nhưng mà nó còn xăng nó nổ nha. Nhưng mà con sẽ nó nổ còn. Máy thì em khẳng định một điều là con máy này rất là đẹp, mọi người nhìn ở bên ngoài càng đẹp hơn nữa. Okay. Cần nè mọi người, công tắc là trên này luôn hả, nhấn nè, tay ga nhấn zin hết nha, cần zin luôn. Tàu bò. Không cứng ha. Okay. Thì máy về sau bán vậy nha. Máy về sau bán vậy. Ok. Này phát cỏ gia đình dùng phát cỏ rất mạnh nha mọi người. Thì mấy cái con này giá thành bán rất là cao chứ không có rẻ đâu. Thì về sao bán vậy mà nó còn xăng nó nổ, thì hiện tại con này em có để giá chưa dọn, bán giá chưa dọn luôn, trợ lực nha mọi người, trợ lực hàng cao tiền, trợ lực là nó hàng cao tiền nha. Cái con này thì em để giá nó là 1,7 triệu nha mọi người, 1,7 triệu chưa dọn, nhưng mà thực chất là nó còn xăng nó nổ rồi, về mình tự căn chỉnh kiểm tra này kia ha. Nhấn công tắc này nó tự tắt ha. Về mọi người căn chỉnh này cái kia rồi kiểm tra cho nó kỹ ha, vệ sinh rồi cho nó sạch sẽ. Em không vệ sinh, về ra bán vậy thôi. Trợ lực này, hai ngón tay này. Máy thì nó còn xăng nó nổ, bấm xăng phụ ở dưới này nè mọi người, còn xăng nó nổ. Một cây trợ lực rất đáng rồi mua dùng nha. Thì máy thì có nhiều lắm mọi người, cắt cỏ thì nhiều lắm, dòng này là dùng gia đình rất là tốt, 26cc nòng 34 ly nha. Thì con này hiện tại giá nó để chưa dọn nha, hàng chưa dọn thì trả cái bảo hành vậy đó, về sau bán bậy thôi, không có đụng máy, không có thay thế rồi gì. Một con này là 1,7 triệu ha, không có bao ship nha, mua thì chuyển khoản em ship việc theo thôi nha, này hàng cồng kênh không có chở đi trong thành phố đâu. 1,7 triệu nha. Còn nếu mà mọi người muốn em dọn kỹ rồi hết luôn á, dọn kỹ vệ sinh rồi luôn á, dọn rồi có bảo hành 3 tháng rồi luôn á, thì giá nó là 2,2 triệu nha. Giá nó là 2,2 triệu một cây trợ lực. Nó là dọn kỹ hết, cho nhau 500.000 ấy. Thì 500.000 máy nổ rồi, mọi người về căn chỉnh vệ sinh thôi mà, làm này làm kia là cho nó hoạt động, nó ok, hơi nó ngon, ví dụ tiếng làm cho tiếng nổ nó ngon thì ok thôi, mình dùng thôi.
Rồi giá tốt cho mọi người ha, 1.7 nha. Rồi mọi người xem video thì thấy hay thì mọi người like video rồi ha. Like video, nhấn đăng ký kênh nha.